Dân dân. Alo Hùng Vĩ, anh đang ở đâu? Tôi đang ở trường quay. Vậy anh có thời gian không? Không sao, tôi chỉ còn một cảnh quay cuối thôi, nửa tiếng nữa là xong rồi. Hôm nay chủ biên của tôi lại kêu tôi đi chụp lén, anh có thể đi cùng với tôi không? Không sao đâu, xong việc tôi qua tìm cô. Bên này, tôi quen chỗ này đó. Ừ. Đây nè. Sao còn chưa tới nữa? Tôi cảm thấy những minh tinh này cũng không dễ dàng gì. Suốt ngày bị người ta chụp lén như vậy, chẳng có chút không gian riêng tư gì hết. Tôi cũng không muốn chụp đâu. Mỗi ngày dầm mưa dãi nắng, còn lén la lén lút nữa, giống như ăn trộm vậy. Nhưng mà nói đi cũng nói lại, những minh tinh này cũng không tự giác. Minh tinh là người của công chúng mà, mọi người dõi theo. Những lúc nhận được hoa tươi và tràng vỗ tay á, cũng phải có trách nhiệm với xã hội chứ, nên kiềm chế lại hành vi của mình mới phải. Cô nói xem mấy người nổi tiếng á, nếu như đời tư của họ mà sạch sẽ thì sợ gì chụp hình. Cô nhìn tôi đi, tôi đâu có sợ bị chụp đâu, cứ chụp đi ha. Trời, đương nhiên rồi, nhưng mà bây giờ tôi cũng chẳng có gì để chụp. Nếu như tôi mà trở thành đại minh tinh hả, tôi cũng không có giống như họ đâu. Quỳnh Tuấn kìa, mau mau chụp đi. Đâu rồi? Ê, sao không thấy? Tôi đi nhà vệ sinh chút. Nhân dân, hay là chúng ta chờ ở đây đi? Không đợi nữa, chúng ta đi thôi. Không chụp hả? Không chụp nữa. Cô bị sao vậy? Chụp chung tấm đi. 1, 2, 3. Thêm tấm nữa. Góc này. 1, 2, 3. Anh đang làm gì vậy? Gửi cho bạn gái của anh à? Hả? Trời, đâu có. Tôi cảm thấy nhà hàng này có không khí rất là tốt, nên muốn đăng lên mạng thôi. Ê, nào, uống đi. Nè. Mà anh và bạn gái của anh tình cảm tốt không? Cũng khá tốt. Nếu như mà không có gì bất ngờ á, thì chúng tôi cũng sắp kết hôn rồi. Ủa, mà cô với bạn trai của cô làm sao? Chúng tôi cũng tốt lắm, cũng chuẩn bị kết hôn rồi. Phải rồi, tôi và anh ấy có nhắc tới anh đó. Hả? Cô nói thiệt hả? Nói rồi. Yên tâm, không có vấn đề gì đâu. Ê, Vân Vân à, Vân Vân. Cô sao vậy? Sao đột nhiên thấy cô không được vui? Không có gì. Cô có chuyện gì thì nói tôi biết đi. Hả? Tôi thật sự không sao, anh đừng hỏi nữa. Có phải cô cảm thấy công việc hiện tại của cô nhàm chán rồi có đúng không? Hả? Nhàm chán hay không cũng là công việc thôi mà. Ê, không phải vậy đâu, cô còn trẻ mà. Cô thích làm gì thì cứ làm đi, nếu như không thích nữa thì đừng có làm. Anh mau về đi, ngày mai không phải anh ra đoàn phim sao? Tôi không đi nữa, tôi đi cùng cô. Hùng Vĩ, anh đừng tốt với tôi như vậy được không? Tôi tốt với cô sao? Tôi chưa đủ tốt với cô đâu, tôi còn phải tốt với cô nhiều hơn. Thôi được rồi, cô không muốn nói cũng không sao. Hôm nào cô muốn nói thì nói cho tôi nghe ha.
Dân dân. Ủa, sao lơ anh vậy? Em sao hả? Ê, trời 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 trời, sao mặt mày chầm dầm vậy em? Có chuyện gì? Sao anh không nghe điện thoại của em chứ? Bàn chuyện mà không tiện nghe. Anh nói dối. Anh không có nói dối. Hôm nay rõ ràng em nhìn thấy anh với một cô gái đi vào khách sạn mà. Em theo dõi anh phải không? Em thành paparazzi hồi nào vậy? Em không theo dõi anh. Hôm nay tình cờ em gặp thôi. Anh nói đi, cô gái đó là ai hả? Cô ấy tên là Châu Tiểu Mễ, là người anh quen biết trong tiếng sét ái tình. Em còn muốn biết chuyện gì nữa? Anh sẽ nói hết cho em biết. Anh mau nói em biết, anh và cô ta vào khách sạn rốt cuộc làm cái gì? Trời, dần dần, vào khách sạn thì làm gì hả? Nè, là ăn cơm đó. Không tin thì em coi đi. Đó, thấy chưa? Hả? Vậy sao không nghe điện thoại của em chứ? Anh nói chuyện với người ta mà em cứ gọi điện thoại hoài. Vậy anh phải nói với cô ta hay là nói với em đây? Sau này anh phải nghe điện thoại của em đó. Có chuyện gì cứ nói thẳng cho em biết là được. Trời ơi, có người giận rồi kìa. Ai vậy? Là một cô gái tên Thẩm Vân Vân. Mau để tôi khuyên cô ấy nha, đừng giận nữa. Thôi thôi anh biết rồi. Sau này anh sẽ nghe máy. Nhưng em phải tin tưởng anh. Anh không có làm gì có lỗi đâu. Lão Lý, mùi vị bánh bao hôm nay ngon lắm đó. Đương nhiên rồi, nhưng là do chính tay anh làm mà, người thường không có ăn được đâu. Ê, nếu như em thích ăn, ngày nào anh cũng làm cho em ăn cả đời luôn. Thật sao? Ừ. Lão Lý, lần trước anh cầu hôn em là thật lòng chứ? Không gạt em có phải không? Không có. Được rồi, vậy em hỏi anh một câu nha. Em hỏi đi. Anh có bằng lòng đem tất cả mọi thứ của anh cho em hay không? Anh bằng lòng mà. Thật sao? Có bao nhiêu đưa em bấy nhiêu. Tất cả của anh luôn. Tất cả của anh? Tất cả của anh cũng chỉ có tiệm bánh bao này thôi. Bây giờ chỉ có tiệm bánh bao này thôi. Đợi sau này anh có nhiều hơn nữa, tất cả đều là của em. Tất cả của anh đều của em hết. Lão Lý à, thật ra con người của em rất là dễ nuôi. Em chỉ cần một tiệm bánh bao này thôi là đủ. Nhiều hơn nữa em cũng không cần. Anh cũng vậy mà. Anh thấy bây giờ anh không thiếu gì hết. Chỉ là cái tiệm bánh bao này thiếu bà chủ thôi. Anh muốn dùng cái tiệm bánh bao này để cưới em về phải không? Đúng vậy. Anh cũng tính toán hay quá đó nha. Vậy anh cảm thấy em có đồng ý không? Anh nghĩ em đồng ý đó. Được rồi, xin chúc mừng. Cảm ơn cô. Không có gì. Cảm ơn nha. Không có gì, chúc mừng. Cặp đôi tiếp theo. Rồi, bây giờ em là vợ của anh rồi. Giống như một giấc mơ. Sao em có thể dễ dàng đồng ý với anh vậy? Em không có giá chút nào hết trơn. Bây giờ hối hận cũng muộn rồi nghe. Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Lấy cái gối ôm để ôm đi. Đi. Nhìn đi, tôi thành công rồi nè. Chỉ dựa vào cái tiệm bánh bao thôi, tôi đã cứu được Khả 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 rồi đó. Ồ, anh đúng là lợi hại quá. Ý, tâm phục khẩu phục. Nào nào, tôi mời anh một ly. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Nào. Nè nè, làm xong với kết hôn rồi, sau này anh tính làm sao? Tất nhiên là lấy vợ một cách rầm rộ và ầm ĩ rồi. Có vấn đề này tôi muốn hỏi anh.
Anh có từng nghĩ là khi anh để lộ thân phận ra, phút chốc từ ông chủ cửa tiệm bánh bao trở thành một đại gia mấy tỷ bạc hả? Người ta nghĩ sao đây? Trong lòng người ta không bất an sao? Tôi đâu có phải là người nghèo giả giàu sang đâu. Cô ấy không tới mức giận tôi đâu mà. Vậy cũng là hành vi lừa đảo, người ta không giận được sao? Tóm lại là tôi cảm thấy anh đã đào một cái hố to tự cho mình. Vậy cũng đâu tới cái nỗi cả cuộc đời này tôi phải đóng giả thành ông chủ tiệm bánh bao trước mặt cô đâu. Nếu anh không nói như vậy thì tôi thực sự cho rằng anh đã hạ quyết tâm làm ông chủ tiệm bánh bao cả đời rồi đó. Ngày mai tôi sẽ nói hết cho cô luôn. Nào. Nào. Em có biết khách sạn này không vậy? Em biết chứ. Nếu như anh nói với em, chúng ta ngoài tiệm bánh bao ra thì khách sạn cũng là của chúng ta, em có tin không vậy? Nhất định phải giả vờ như không biết gì hết. Đến lúc đó phản ứng của cậu rất quan trọng đó. Phải biểu hiện rất kinh ngạc nghe chưa? Anh ngơ ngác thì tốt hơn. Ngơ ngác thật lâu. Lấy khách sạn lớn như vậy làm tiệm bánh bao hả? Cũng lớn quá rồi đó. Khà khà, anh muốn nói cho em chuyện này nhưng em phải hứa cho anh là không được tức giận nha. Thật ra anh nên nói lời xin lỗi em trước đó, vì có chuyện này trước giờ anh luôn giấu giếm em. Thật ra anh không phải là ông chủ tiệm bánh bao đâu, anh là ông chủ của tập đoàn khách sạn này nè, đây mới là địa bàn của anh. Nhưng mà anh không hề cố ý giấu em gì hết. Em có nhớ không vậy? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em từng hỏi anh làm nghề gì vậy? Anh làm nghề gì vậy? Tôi hả? Tôi là... Nói thật đi, mắt của tôi tinh lắm. Tôi là ông chủ tiệm bánh bao. Lúc đó em hỏi anh vậy, anh bèn trả lời như vậy, vì cảm thấy vui thôi. Sau đó từ từ chúng ta thân thiết hơn. Anh cảm thấy mở tiệm bánh bao cũng khá tốt, khiến cho anh thấy nhẹ nhàng, thấy vui vẻ. Tất nhiên rồi, anh cũng có nỗi khổ riêng của anh mà. Vì những năm qua có rất nhiều phụ nữ, họ đều nói là yêu anh vì con người của anh, nhưng thật ra đều vì tiền của anh hết. Từng người một khiến cho anh cảm thấy sợ hãi. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Anh đã bị rắn cắn biết bao nhiêu lần rồi, cho nên trong lòng của anh luôn có sự đề phòng. Đến khi anh gặp được em, anh cảm thấy em khác với những người đó. Anh cảm thấy anh rất là may mắn. Chắc em đâu có giận anh đâu ha. Không đâu. Được rồi, cuối cùng đã nói ra, anh yên tâm rồi. Đi thôi. Thật hả, ngoài khách sạn này ra còn có mấy khu nghỉ dưỡng đều có hệ thống ở toàn quốc. Đây là tổng bộ của tập đoàn chúng ta. Tầng này có cả hội trường và trung tâm mua sắm. Bên ngoài còn có biệt thự nữa. Anh dẫn em đi coi thử nghe. Được rồi, anh đừng có khoe khoang nữa. Mau đi thôi. Sao gọi là khoe khoang được? Em là vợ của anh mà. Anh dẫn vợ anh đi tham quan địa bàn của mình là lẽ thường tình thôi em mà. Đây không chỉ là địa bàn của anh, sau này nó thuộc về em. Ta càng nhanh càng tốt. Hôn lễ của chúng ta phải long trọng, tiệc lớn 3 ngày luôn. À, em nói đi, em có suy nghĩ về chuyện hôn lễ cứ nói ra chúng ta sẽ thực hiện hết. Anh phải lấy em trăm rổ. Làm gì vậy? Không cần phải vậy đâu. Đừng có làm lố quá. Sao gọi là làm lố chứ? Khi em đi theo anh mở tiệm bánh bao đã chịu không ít đến mức rồi. Lần này phải bù đắp cho em gấp đôi luôn. Làm gì có. Khi mở tiệm bánh bao thì em cũng rất hạnh phúc mà. Sao mà giống nhau được em?
Trời ơi, anh nghe lời em đi. Hôn lễ của chúng ta phải làm thật là đơn giản. Mời vài người bạn tới đó chứng kiến một chút. Vậy là đủ rồi, sao phải làm rình rang và rầm rộ chi? Em chỉ muốn có nhiều thời gian được ở bên cạnh anh mà thôi. Em không thích nhiều người tụ tập la lối um sùm đâu. Chuyện này quyết định vậy đi ha. Cậu cũng lấy được chồng giàu rồi, tôi vui quá đi. Ê, đừng có quên nha, sau này cậu ngồi máy bay riêng du lịch vòng quanh thế giới, nhớ dẫn tôi theo đó. Ý mà không đúng, sao cậu còn mời tôi ăn cơm ở chỗ này? Bây giờ cậu đã là quý bà giàu có rồi, tôi muốn được ăn ngon. Cậu thôi đi nha, cùng lắm thì tôi gọi thêm cho cậu một dĩa cá xào thịt. Ý trời ơi, cậu tiết kiệm tiền cho ai vậy chứ? Có người ngày nào cũng mơ được gả vào nhà giàu có. Ước mơ thành sự thật, khẩu khí lúc trước của cậu đi đâu mất tiêu rồi. Tôi cũng không biết đi đâu rồi nữa. Tôi cảm thấy giống như đang nằm mơ. Tới bây giờ đầu óc của tôi vẫn còn mơ màng đây nè. Ê, cậu nói tôi nghe đi. Hôm nay anh ta nói sự thật cho cậu biết, cậu xúc động hay căng thẳng gì? Đều có một chút. Chủ yếu nhất là tôi thấy ngại, giống như tôi đang lừa anh ấy vậy đó. Kết quả quan trọng, quá trình không quan trọng đâu. Nè, hôm nay cậu không để lộ đó chứ? Khi anh ấy nói với cậu, gương mặt của cậu bất ngờ hay là kinh ngạc? Có mừng quá rồi khóc luôn không? Còn mừng quá rồi khóc nữa, cậu tưởng tôi là diễn viên hả? Được rồi, chuyện này qua rồi, cậu đừng nghĩ tới nữa ha. Chuyện này chỉ hai chúng ta biết, cả đời này tôi cũng sẽ không nói với người khác đâu. Yên tâm đi, nói về hôn lễ của cậu, tổ chức như thế nào, nhất định phải làm thành đám cưới thế kỷ, dùng mấy cái du thuyền vậy. Đám cưới thế kỷ gì vậy? Tôi đã nói với lão Lý rồi, chỉ ăn bữa cơm, mời vài người bạn tới chứng kiến là được rồi. Sao cậu có tiếng mà không có miếng vậy chứ? Có người suốt ngày cứ đòi lấy được một người chồng giàu có. Bây giờ lấy được rồi thì phải lấy động lực ra để mà xài tiền chứ. Nè, phải tổ chức sao cho phù hợp với thân phận quý bà giàu có. Bùi Hồng, hôn lễ dành cho chính bản thân mình chứ đâu phải cho người ta xem đâu. Với lại, làm cho rình rang như vậy, ngược lại tôi thấy không được tự tại. Hình ảnh lấy được từ đâu vậy? Tìm được trên mạng đó. Tất yếu chân, tôi cũng có thể tìm những thứ này trên mạng. Cần gì anh làm? Suốt ngày anh đang nghĩ cái gì vậy hả? Hai người họ đã đăng ký kết hôn rồi, tại sao anh không biết? Anh nghĩ tôi dễ dụ lắm phải không? Muốn trêu đùa tôi hả? Tiết tổng à, tôi không phải có ý đó. Tôi và Hồng Hải đã từng nói chuyện, tôi cảm thấy có một số chuyện cô đã hiểu lầm. Khả 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 thật sự là không biết thân phận của Hồng Hải. Cô ấy không phải cô. Cô ấy là một người hào sảng, rất đơn thuần, thật đó. Ra ngoài. Vậy xin lỗi cô. Tôi đi trước đây. Lê Nhã, anh gọi điện cho em không nghe.
nên tới đây tìm em. Giáo sư Triệu, giữa chúng ta chẳng còn gì để nói nữa đâu. Anh đến đây là vì muốn nói với em một chuyện. Anh đã chính thức thông qua luật sư của anh rồi, đã gửi tờ đơn ly hôn cho vợ của anh rồi đó. Lần này thực sự sẽ ly hôn mà. Đây là chuyện riêng của anh, không cần phải báo cho tôi biết. Không không không, Lệ Nhã, lần này anh thật sự hạ quyết tâm rồi. Anh đã thông qua luật sư, gửi tờ đơn ly hôn qua đó. Về nguyên tắc cô ấy đồng ý, chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Cùng lắm thì về mặt tài sản sẽ có chút tranh chấp, còn những chuyện khác sẽ giải quyết nhanh thôi mà. Vậy bây giờ anh nên ở chung với luật sư của anh. Vậy còn em? Em biết chuyện rồi, không phải nên vui mừng hay sao? Tại sao tôi phải vui? À, vậy đi, chúng ta lên nhà em nói chuyện đi. Không cần đâu, những gì nên nói tôi đã nói hết rồi. Bây giờ anh nên tranh thủ thời gian đi tìm luật sư của anh đi. Lệ Nhã, bây giờ cái việc ngồi xuống nói chuyện với em anh cũng không có tư cách sao? Lệ Nhã, lần này anh đã hạ quyết tâm rồi. Nếu cô ấy còn không ly hôn, anh sẽ kêu luật sư ra mặt. Anh nói đi nói lại cũng chỉ là mấy câu đó thôi. Nếu như không còn chuyện gì khác thì anh đi luôn đi, lát nữa bạn trai em sẽ đến đó. Bạn trai hả? Chính là tên Mạc Hoành sao? Em đừng có qua lại với anh ta nữa. Nếu em muốn lấy anh ta kích động anh, em đạt được mục đích rồi đó. Em không yêu anh ta thì mau giải thích rõ ràng đi. Không phải anh ta sẽ tới sao? Anh sẽ ở đây đợi anh ta. Anh sẽ nói thẳng với anh ta biết tất cả mọi sự thật. Em vẫn luôn lấy anh ta làm bia đỡ đạn. Nếu anh ta biết điều thì mau chóng đi khỏi. Tôi không biết là anh đang ở cùng với bạn gái của anh. Nếu mà tôi biết chuyện này thì khuya như vậy tôi không làm phiền tới anh đâu. Không sao, không sao đâu. Ai vậy? Mạc Hoành, anh nghe em giải thích đã. Không cần giải thích, không cần phải nói gì hết. Mạc Hoành, anh nghe em nói đi. Không cần phải nói gì hết, anh cầu xin em, chúng ta hãy giữ lại một chút thể diện cho nhau. Em thật sự chia tay với anh ta rồi. Em chia tay hay không là chuyện của em. Em nói với anh làm cái gì? Hả? Làm phiền tránh ra đi. Anh khoan hãy kích động, anh nghe em nói hết đi có được không? Em còn gì để mà nói nữa chứ? Hả? Anh còn nghĩ tại sao lúc đầu em đồng ý ký bản thỏa thuận đó? Hả? Thì ra luôn lấy anh để làm bia đỡ đạn. Thời gian lâu như vậy, anh vẫn luôn là đạo cụ của em, cùng em diễn kịch lừa người ta. Em có thức đức hay không vậy? Mạc Hoành, em đã nói là em xin lỗi rồi. Đúng là trước đây cho em không tốt, nhưng mà sau này không phải như vậy nữa. Có thể nghe em nói hết được không? Em không cần phải nói gì nữa, anh nhìn thấy hết rồi. Không phiền em giải thích. Nào, làm ơn đánh ra dùm. Không phải chứ, trước đây Dương Lệ Nhã và Triệu Văn Ba quen nhau. Để tôi sắp xếp lại chút coi. Có nghĩa là cô ta chia tay với Triệu Văn Ba, nhưng mà Triệu Văn Ba cứ bám lấy cổ. Cô ta ký thỏa thuận tình yêu với cậu là muốn lấy cậu làm bia đỡ đạn thôi. Có đúng vậy không? Vậy thì tôi cảm thấy cô ta hơi quá đáng. Có nghĩa là Triệu Văn Ba biết Dương Lệ Nhã và cậu đang quen nhau, đúng vậy không? Cái chuyện này thiệt tình à. Ôi, vậy chút. Có đau lắm không vậy?
Ý của tôi muốn nói, bây giờ chủ yếu là đau lòng thôi, chứ không phải đau mông. Gai ở trên mông cậu nó dễ dàng nhổ ra, cái gai trong tim mà nhổ ra không có dễ đâu. Anh bực nói vài câu có được không? Được chứ. Còn nói xem sao trùng hợp vậy? Anh ấy lại tới kéo rèm cửa vào lúc đó. Nếu không thì chẳng có chuyện gì cả. Nè nè nè, vậy cậu mau đi giải thích với người ta đi. Tôi đã giải thích rồi nhưng mà anh ấy không nghe. Vậy thì cậu phải hiểu cho người ta rồi đó. Chuyện đó ai mà chịu được. Đàn ông mà, ai mà không thích có sĩ diện chứ. Sau đó tôi có gọi điện thoại cho anh ấy cũng không chịu nghe máy. Cậu nói xem anh ấy đúng là quá nhỏ mọn rồi, chẳng quan tâm nữa. Lệ Nhã, rốt cuộc cậu có thích Mạc Hoành hay không vậy? Cũng được đó. Vậy cậu muốn tiếp tục với anh ta không? Tiếp tục cũng được. Ê, còn anh ấy? Anh ấy mau mắn lắm, dạo trước còn bàn chuyện tiếp tục thỏa thuận với tôi mà. Vậy cậu đi giải thích với người ta đi. Những lúc như vậy cậu phải dẹp liêm sĩ đi, cho anh ấy một con đường lui. Khả khả, tôi và Mạc Hoành này thật sự không phải là vấn đề có yêu hay không, mà là tôi không biết phải tiếp tục với anh ấy như thế nào. Tôi không có cách với anh ấy. Con người của anh ấy thật là không gấp được, không rầu được, không nói được, không chửi được. Cậu nói đi, sao tôi gặp phải người kỳ cục như vậy? Tôi chỉ đau giùm cho mông của ảnh thôi. Bánh bao và bánh quẩy. Nè, Quốc Cường, gần đây thời gian chúng ta ở bên nhau ít vậy, có phải tình cảm có hơi xa cách không? Dần dần, tình cảm của chúng ta không phải là xa cách, mà là trưởng thành hơn. Hai người không có thời gian ở bên nhau, sao gọi là trưởng thành được chứ? Trời, vậy là em không hiểu rồi. Trong tình cảm thì điều gì là quan trọng nhất? Là nhân cách độc lập tự chủ, là năng lực sống không cần phụ thuộc vào người khác, biết chưa? Vậy theo như lời anh nói, cuộc sống ai người nấy sống, không có điểm gì chung, gọi là người yêu chuẩn kiểu mẫu đúng không? Em lại cực đoan nữa rồi, bóp méo ý anh hết trơn. Quốc Cường à, em cảm thấy đúng là chúng ta đã ước hẹn, nhưng cuộc sống yêu đương bình thường của chúng ta cũng phải có nữa chứ. Anh coi, chúng ta vừa có thể trải nghiệm nè, vừa gia tăng thêm tình cảm, đúng không nè? Ừ, được đó, cứ nghe theo lời em đi. Giờ em nói phải làm sao? Hôm nay là cuối tuần, em muốn đi dạo phố và xem phim nữa. Tối nay không được rồi, tối nay anh có hẹn với người ta. Ngày mai thì sao? À, ngày mai được á. Được, hứa rồi á. Không thành vấn đề. À, Dân Dân, bây giờ chúng ta là trường hợp đặc biệt, giai đoạn đặc biệt thì phải hành xử đặc biệt. Đợi qua giai đoạn này rồi, chúng ta sẽ chào đón cuộc sống yêu đương hạnh phúc. Ăn đi em. Mười giờ. Mạc Hoành, có thời gian không? Có, mời ngồi. Tôi cảm thấy cần phải giải thích với anh một chút. Giáo sư Triệu, không cần đâu. Anh có gì để giải thích với tôi chứ? Rất cần thiết chứ. Giải thích rõ ràng rồi, với anh, với tôi, với Lệ Nhã đều tốt. Anh xem, tôi với Lệ Nhã đã ở bên nhau mấy năm rồi. Bình thường thì con gái mà, hơi bướng bỉnh một chút. Anh xem cô ấy tham gia thiên sát ái tình để tìm người yêu, thực ra mục đích chính là làm cho tôi xem, để chọc tức tôi. Chỉ vì cô ấy muốn tôi nhanh chóng ly hôn. Anh nói với tôi chuyện này để làm gì? Anh nghe tôi nói đã, sau khi ly hôn thì sao? Vậy thì chúng tôi sẽ về bên nhau rồi còn cái gì nữa. Cô ấy mong tình cảm của chúng tôi có một kết quả tốt đẹp. Đây vốn dĩ là chuyện xảy ra giữa hai chúng tôi, nhưng mà lần này cô ấy làm hơi quá, lôi cả anh vào chuyện này, cũng khiến anh trở thành nạn nhân.
Tôi cảm thấy như vậy là không đúng rồi. Chính vì vậy cho nên tôi thay Lệ Nhã chân thành xin lỗi anh. Anh đừng trách nha. Món nợ này cứ tính lên đầu tôi được không? Anh nói xong chưa? Nói xong rồi. Vậy anh đã hiểu chưa? Anh đừng để trong lòng nha. Đừng để trong lòng. Tôi đi đây ha. Mạc Oanh, em xin lỗi. Thôi đi. Dù gì thỏa thuận cũng đã tới hạn rồi, chúng ta kết thúc đi. Không phải nói là gia hạn thỏa thuận sao? Có gì để mà tiếp tục nữa? Tác dụng của anh cũng đã phát huy tới mức tối đa. Anh hoàn thành sứ mệnh của chính mình rồi. Anh còn ở lại thì có tác dụng gì nữa? Anh không nghe em nói hết được sao? Có gì để mà nói chứ? Không phải giáo sư Triệu đã đồng ý ly hôn với vợ rồi sao? Chuyện này em phải cảm ơn anh mới được. Nếu như không có anh ở đây thì chưa chắc giáo sư Triệu đã chịu làm thật đâu. Anh đã cống hiến bản thân vượt quá hạn mức rồi. Em thấy đủ là dừng đi. Em nói kết thúc là kết thúc rồi. Em thừa nhận lúc đầu em ký thỏa thuận với anh là vì muốn rũ bỏ anh ta. Em không muốn anh ta bám lấy em. Nhưng mà sau đó thì không phải như vậy nữa. Khoảng thời gian em tiếp xúc với anh, em thật sự cảm thấy anh rất tốt. Mặc dù yêu đương còn phải ký thỏa thuận gì đó, nhưng mà không có nghĩa là không nghiêm túc. Lần này em muốn gia hạn không liên quan tới anh ta. Em thật lòng thích anh, em muốn được ở bên cạnh anh. Xin lỗi nha, nhưng anh không muốn ở bên cạnh em. Mạc Oanh, lời em nói một câu anh cũng không nghe lọt tai phải không? Những lời này em để dành nói cho bản thân nghe đi. Tạm biệt. Mạc Oanh. Sao em lại tới đây? Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Lý Hồng Hải, anh đúng là nhanh thật. Em có cảm giác bài nhạc trong đám cưới của chúng ta còn chưa tấu xong nữa đó. Tiếc anh à. Chúc phúc cho anh đi. Anh nói được làm được rồi. Anh dùng cái tiệm bánh bao đã lấy được Hạ Khả Khả rồi. Hương đỡ của em không biết thân phận thật sự của anh. Diễn giỏi thật. Diễn viên tốt. Chúc mừng anh nha. Chúc mừng anh đã bị lừa triệt để. Anh vẫn muốn luôn giấu cổ. Mãi đến hôm đăng ký kết hôn mới nói với cổ, mới đưa cổ tới đây nè. Anh làm vậy chỉ có một mục đích thôi. Đó là vì muốn cho em một câu trả lời đó. Cho em câu trả lời? Em nghĩ anh chỉ muốn khoe mẽ thôi. Khoe mẽ cô ta là một cô bé lọ lem từ trên trời rơi xuống. Còn em là một đứa ham tiền, không chuyện ác nào mà không làm. Anh cũng chỉ muốn thấy em không chốn dung thân tự thẹn cút xéo cho lẹ. Tốt nhất là cuộc đời này đừng xuất hiện trước mặt anh nữa, có đúng không? Đừng có nói mấy cái lời hàng học vậy với anh mà. Anh phải tốn biết bao nhiêu công sức. Chúng ta đừng có so đo được không vậy? Hả? À, anh không muốn chứng minh cái gì hết. Nếu em cứ đòi chứng minh gì đó thì chứng minh đúng một điểm thôi. Chính là Hạ Khả Khả và anh rất là hợp nhau. Hợp với anh? Hôm nay em sẽ nói cho anh biết. Sớm muộn gì anh cũng thấy rõ bộ mặt thật của cô ta. Tiếc anh à. Anh thật lòng mong em nhanh chóng ổn trở lại thôi. Hôm nay chúng ta dừng ở đây đi nghe. Vậy nghe em.
Lưu Tổng, tôi là Tiết Anh. Tôi có việc này thật sự rất quan trọng, cần anh giúp đỡ tôi. Được, tôi hiểu rồi, cảm ơn. Lệ Nhã, công ty đầu tư Tân Nguyệt gọi điện đến, nói ngày mai Lưu Tổng của họ sẽ quay về Thượng Hải. Kêu chị bay qua đó, bàn với anh ta về chi tiết hợp tác. Không có vấn đề thì ký hợp đồng luôn. Được, vậy cậu đặt vé máy bay cho tôi luôn đi. Được, giờ tôi sẽ đặt ngay. Dạ, xin chào. Alo, cô Dương à, tôi là thư ký của Mạc Tổng. À, chào cô. Chào cô, tôi thông báo với cô một chút, công việc phiên dịch hôm nay hủy bỏ. Tại sao vậy? Mạc Tổng bị bệnh rồi. Anh ấy sao vậy? Tôi cũng không biết nữa, anh ấy chỉ nói hôm nay xin nghỉ. À, được, tôi biết rồi, cảm ơn cô. Như vậy không được đâu Tiết Tổng à. Cô cứ bắt tôi nói với mọi người rằng Hạ Khả Khả là tình nhân của tôi sao? Thực tế mọi chuyện đâu có phải như vậy đâu chứ. Cô ta muốn làm nhân tình của anh đó, nhắm vào tiền của anh, nhưng trăm phương ngàn kế cũng không thành công. Lúc đó tôi còn mong được thành công đó, là tôi tán tỉnh người ta, tôi gọi người ta đến mà. Phải, cái việc tiêu tiền thì đúng là có thật. Cô Hạ Khả Khả này, trong khoản mua sắm này kia, ra tay đúng là nhanh chuẩn ác luôn đó. Thật ra người ta chỉ muốn cho tôi biết, biết khó mà lui thôi à. Miệng ở trên người của anh mà. Anh đổi cách nói khác là được rồi. Biết kể chuyện không? Kể chuyện hả? Phải, kể chuyện đó. Tiết Tổng, phải, mặc dù lúc đó Hạ Khả Khả thật sự đã chơi tôi một vố. Lúc đó tôi cũng rất là tức giận, nhưng tôi tuyệt đối không đến mức căm thù cô ta tận xương tủy đâu. Hề, không tới mức đó đâu nha. Hơn nữa bây giờ người ta kết hôn rồi, lại đi xung quanh nói xấu người ta kiểu như vậy, rồi xí giả người ta như vậy, có phải có một chút thất đức rồi không? Anh còn muốn góp cổ phần ở chỗ của tôi không? Muốn chứ. Chuyện này tôi đã nói xong với cô rồi mà. Đúng là nói xong rồi, nhưng mà vẫn chưa ký hợp đồng. Được, tôi đã nhìn ra rồi. Cái kiểu của cô là quyết tâm phá đám bằng được mối quan hệ của Lý Hồng Hải và Hạ Khả Khả rồi. Anh giúp tôi làm việc này, chúng ta không chỉ có thể tiếp tục hợp tác, tôi còn có thể cho anh thêm 2% cổ phần nữa. Anh phải tính cho thật kỹ nha. Đến khi cửa hàng trang sức của tôi đủ vốn rồi, thì 2% đó đáng giá bao nhiêu tiền đây? 2%? Ừ. Tiết Tổng à, chuyện này cái giá có vẻ quá lớn rồi đó nha. Anh đồng ý hay là không đồng ý? Quan trọng là làm sao kể câu chuyện này đây. Hơn nữa tôi còn phải đến trước mặt Lý Hồng Hải kể nữa. Chủ yếu là bây giờ người ta đã đăng ký kết hôn thành vợ chồng rồi. Nếu giờ tôi tới trước mặt Lý Hồng Hải nói xấu về vợ của anh ta thì tôi chẳng phải là cố tình đi để người ta đánh hay sao, đúng không? Bây giờ hai người họ vẫn chưa tổ chức hôn lễ, anh cứ coi như hoàn toàn không biết chuyện này. Tưởng là bây giờ Hạ Khả Khả vẫn đang đeo bám Lý Hồng Hải, nhắc nhở anh ta với tư cách là người quen,